Báo là một trong những loài thường xuyên cày cú lửng mật nhất vì cứ đêm nào đi săn và mang đống thịt về để dành trên cây. Thì y như rằng chỉ cần ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian vừa đủ để xả hết nước từ trong cái đập thủy điện Bàng Quang, lửng đã ăn hết cả tảng thịt. Hôm thì bố đi một mình, hôm thì bố rủ cả đồng bọn đi cùng để ăn hết luôn. Ăn xong lại còn cảm ơn đều, nhục như con trùng trục. À mà các bạn biết con trùng trục là con gì không? Bình luận phía dưới nhá. Không cần phải nói thì có lẽ các bạn cũng đoán được ra, báo vô cùng a cay, đầu tư hẳn một ngày nằm dài trên cây để suy nghĩ, tư duy logic, ủ mưu nhằm tìm cách trị lửng mật mà quên cả việc đi đái. Cuối cùng, đến khi hoàng hôn, nó mới chịu phọt. Chớ. Không phải phọt cái ấy, nó mới chịu phọt ra một ý tưởng là cứ đi săn, kiểu gì tên lửng cũng mò tới. Việc duy nhất cần phải làm là nằm đợi ở dưới mà thôi. Lúc này bàng quang của nó đã quá sợt chết, nó vội vàng đi tiểu gấp. Sau khi xong cái công trình cho cây uống nước thánh thì trời cũng đã tối rồi. Báo lại dùng bài cũ với chiêu ẩn thân và bất ngờ lao tới em Linh Dương Thông Sơn, khiến cho nó giật mình cái út tà tà. Linh Dương chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị báo đè ra nằm im thìn thít. Báo ta mượn tạm em Linh Dương một miếng thịt ăn cho đỡ đói và đưa phần còn lại lên cây để nhử lửng mật tới. Nó nằm ở bụi cỏ gần đó và kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên Gia Cát báo tiên liệu như thần, lửng mật đã xuất hiện, chạy tới và trèo lên cây. Báo nhìn thấy cơ hội, liền ngay lập tức tốc biến chạy tới vây bắt lửng trên cây. Cuối cùng kết quả là như thế này đây. Lửng đã bị bắt. Báo với chiêu mồm cắn chân cù khiến cho lửng vừa đau lại vừa buồn cười vì nhột. Lửng ta cố gắng nén cái nỗi đau buồn cười đi để chống cự. Một pha tí nữa thì lửng rơi xuống thoát khỏi mõm báo. Nhưng thế bất nào cái móng vuốt của tên báo vẫn mắc vào lông lửng. Ê, nó mới đau sở cao chứ. Lửng lại bị báo lôi lên tiếp và tiếp tục sàm sỡ quấy rối. Bản thân mình là một fan cứng cựa của lửng mật đã mấy chục năm nay, nhưng mình vẫn không hiểu vì sao hôm nay lửng lại đen thế cơ chứ. Vì cái thế trên cây khiến cho báo hơi mỏi cẳng một tí, thế là nó đứng dậy, lôi lửng mật đến một chỗ khác để hành sự. Còn cụ thể là chỗ nào thì mình không biết. Cầu trời khấn Phật là em lửng của chúng ta vẫn sống. Mối hận thù giữa báo và lửng vẫn chưa dừng lại ở đây. Các bạn còn nhớ có một video, cái hôm mà lửng để bạn gái ở nhà một mình và tên báo thì chạy đến định sảm sỡ quấy rối tình cốp. May thay, lửng đã về kịp thời, giải cứu người yêu. Báo giật nảy mình rồi bỏ chạy. Đã thế còn bị tên lửng thách thức, mang dầu ăn đến chơi nó. Thế nó mới nhục. Báo rất cay, chưa kịp sơ múi gì lại còn bị sỉ nhục. Sau cái ngày hôm đó, báo vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết với phi vụ cướp sắc của lửng em. Báo ta đợi đến một hôm lửng em đi kiếm ăn một mình, chờ đợi cơ hội lửng em mất cảnh giác và lao tới. Tốc độ lao tới của báo thậm chí còn nhanh hơn cả cách mà cờ rớt từ chối chúng ta. Nó đè lửng em ra, cắn đầu cắn cổ cắn phao câu, bắt lửng em phải im lặng. Mày có im mồm không? Và rồi lửng em đành bất lực nằm im để báo nhấc bổng lên và mang đi đến một chỗ nào đó. Còn cụ thể là chỗ nào thì mình vẫn chưa biết. Bởi vì nếu như mình biết thì cái video này không còn là một video phim tài liệu nữa, các bạn hiểu chưa? Chỉ biết rằng lửng đực vẫn đang đi tìm kiếm em nó trong sự vô vọng. Rất có thể là sau khi hành sự xong, báo đã đem lửng em đi bán sang xứ Tàu để nghiên cứu làm thuốc. Các bạn muốn cười tươi hơn nữa, cười sặc sụa, cười rất quay hàm, cười như nước nẻ thì chúng tớ xin kính cẩn mời các bạn ghé thêm qua không giới hạn moment. Tại đây chúng tớ sưu tầm những khoảnh khắc thú vị độc lạ kỳ quặc trong cuộc sống. Chốt lại các bạn nhanh sang xem video, tiện thể thấy thú vị like và đăng ký kênh, chúng tớ đang đợi bên đó rồi đấy. Đường link chúng tớ để ở bên dưới nhá. Ok, tiếp tục chương trình đi ạ. Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, lửng mật dẫn theo con của mình để học hỏi một trong những kỹ năng truyền thống và vô cùng quan trọng mà bất cứ lửng mật nào khi sinh ra cũng đều phải biết, đó chính là tính đi cà khịa những con sư tử. Không cần phải mất quá nhiều thời gian để dậy thì như chúng ta, nếu như lửng con vượt qua được bài kiểm tra này, nó sẽ được lên một level mới, một bước ngoặt để đánh dấu sự trưởng thành. Lửng con vẫn rất ham ăn và lại ham chơi, thỉnh thoảng lửng mẹ phải nhắc nhở lôi nó đi. Và đây rồi, mẹ con nhà lửng đã tới được chỗ của sư tử. Đêm qua ông trời đái rầm hơi nhiều nên chỗ này có vẻ vẫn còn đầy nước. Nhiệm vụ của lửng con là bám sát mẹ và cà khịa, chửi lũ sư tử rồi thoát thân một cách an toàn.
Nhiệm vụ này có thể nói là vô cùng nguy hiểm, lửng con hoàn toàn có thể mất mạng như chơi, đặc biệt là khi đi khiệng mấy con sư tử đang dậy thì nửa vời. Mà các bạn biết rồi đấy, mấy thằng choi choi đang trong độ tuổi dậy thì nửa vời rất máu thể hiện bản thân với độ máu liều nhiều hơn máu não. Trong lúc chửi bới lũ sư tử quá đà, lửng con quên bám theo sát lửng mẹ. Và bây giờ thì lửng mẹ đang phải vừa chửi vừa cố gắng tiến sát đến để bảo vệ con. Có thể nói lửng con đang trong tình thế vô cùng là căng cứng. Ngay khi lửng mẹ vượt qua được con sư tử này thì lại bị con sư tử khác tiến đến ngăn cản. Với nỗ lực của mình, mẹ lửng đã tiến tới ngay gần lửng con. Liệu lửng mẹ có thể giải cứu con mình thành công hay không? Nó cố gắng chửi bới hăm dọa, nhưng lũ sư tử mặt dày không hề run sợ và vẫn tiếp tục cắn giữ lửng con, không để cho lửng mẹ tiến sát tới. Cuối cùng, vì lũ sư tử quá đông và quá nguy hiểm, khiến cho lửng mẹ không thể nào tới gần con mình được. Không những thế, khoảng cách giữa nó và con của mình thì ngày càng xa vời. Dù nỗ lực của lửng mẹ là rất quả cảm, nhưng dưới sự đánh đuổi của lũ sư tử trẻ trâu thì nó đã phải bỏ chạy để giữ mạng. Giờ đây thì chỉ còn một mình lửng con đơn côi đối mặt với lũ sư tử thích lấy le. Lửng con cố gắng van nài, năn nỉ mấy anh chị tha cho em, nhưng cuộc đời lửng con quá đen. Với thân hình nhỏ bé, nó bị hàm răng sắc nhọn của sư tử ngoạm đi, và tội nghiệp hơn là nó bị lũ sư tử tranh giành nhau như một món đồ chơi. Gần đó là hai mẹ con sư tử khác đang theo dõi sự việc. Không biết hôm qua sư tử mẹ đi săn thế nào mà lại bay cả một mảng ra thế kia. Cuộc đời lửng con đến đây coi như là kết thúc. Thực sự thì mình khá là buồn các bạn ạ. Cuộc chiến sinh tồn đúng là quá khắc nghiệt, vớ vẩn là mất mạng như chơi. Đặc biệt là đùa với chúa tể của muôn loài thì cái tỷ lệ mất mạng nó còn cao hơn nữa. Với danh tiếng là học sinh giỏi cấp thôn, lửng luôn tỏ ra là người có đọc sách, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Khi đi một mình mà đối đầu với số lượng đông hơn như của đàn linh cẩu, chó hoang hay sư tử, lửng luôn chọn cho mình cái bài chuồn là thượng sách. Run. Nhưng một khi đã bắt cặp với đồng đội thì lửng không ngán bất kỳ bố con thằng nào. Ừ, chấp tất hay riêng nhiệm vụ bảo vệ con thì chúng sẵn sàng liều mình. Vào thời điểm mà những chú chó chưa kịp thiếp đi, những chú gà thì chưa kịp tỉnh giấc, lửng lững thững đi kiếm ăn một mình vào ban đêm. A few moments later. Một lúc sau, lửng đã săn được một con rắn đơn côi đang nằm ngắm trăng và nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng đen là ngày hôm nay nó đã bị lửng hóa kiếp rồi. Lửng ta phê pha trong cơn say nọc độc của rắn. Có lẽ rằng số đen từ rắn đã chuyển sang cho lửng. Thế nào giờ hơi hôm nay, lũ phịch thủ sư tử lại đi phượt qua đây, gặp lửng đang phê pha. Thế là sư tử hành động ngay và luôn. Lửng đang quá phê nên chịu trận mà không làm được gì, chỉ biết khạc khạc vài tiếng. Ông bà ta đã dạy rồi, ăn trông nồi ngồi trông hướng. Săn được rắn rồi thì phải biết tìm chỗ nào kín kín mà ăn. Ăn mảnh như thế lại còn thích tơ hơ ra, thế là chết rồi. Với cương vị là một tên nghiện phê pha thì nhất quyết phải hiểu cái đạo lý này ngay từ ngày đầu nhập môn. Lửng ơi là lửng. Nhưng thôi, kệ nó đi. Chúng ta cùng đến với những sự việc tiếp theo, cho nó chửa các bạn ạ. Sau cuộc vượt ngục bất thành ngày hôm đó thì cửa sắt đã bị buộc chặt lại. Và lửng cũng nghĩ rằng trốn chạy là điều bất khả thi, nên lửng được quyết định làm chuồng trại luôn. Lửng đào hố sang chuồng khác để dọa tất cả các loài từ hươu cao cổ, tê giác, chim, cò, mèo rừng và chỉ còn chùm cuối cùng, đó là sư tử. Lửng đào lỗ chui vào chuồng sư tử để thách đấu. Chú sư tử đực này đã có bạn gái. Ban đầu, sư tử đực chỉ ngắm nhìn lửng đào chưa dám làm gì cả. Sư tử cái ngứa mắt đứng lên bảo: thế cơ sử nói hay không thì bảo đây. Thế là sư tử đực đành phải lao vào ngay và luôn. Kết quả nó là như thế này đây. Lửng đã bị trọng thương nặng. May mắn là nó thoát chết và nằm viện mất vài tháng. Sau khi ra viện thì lửng được đặt cho một biệt danh mới ngầu như cái bồn cầu. Đó là lửng sẹo. Và nó cùng với bạn gái đã được chuyển đến một nơi ở mới có tường bao quanh. Video của mình đến đây đã gần kết thúc rồi. Rất vui vì đã được phục vụ các bạn. Trong lúc thuyết minh bối rối, nếu có điều gì sai sót và đôi lúc xuất hiện quảng cáo khiến các bạn giật nảy mình thì các bạn hãy bỏ qua cho mình. Vì tiền không mua được tất cả, nhưng nếu không có tiền thì vất vả rất nhiều. Thế thôi, mình lại cảm ơn các bạn một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình ra.